Sau đây con kính mời đạo tràng cùng con thỉnh pháp sư ạ. Nam mô ta sa pha ga wa tu arahato samma sambuddha sa nam mô ta sa pha ga wa tu arahato samma sambuddha sa nam mô ta sa pha ga wa tu arahato samma sambuddha sa. Thamma de sana ya chana gatha. Brahma chalo kati pati saham pati katan chali anti warang aya. Chatha santi thasak tap para chakha chati ka de se tu thammang anukam bimang. Bachang sak thamma ferin winayan chaka yasutan chapan tham apitham machamang ako tayanto chatusak chadandang bappo thaneye barisa yamatche. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giả ngày dời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử. Có năm thầy thỉnh dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới ân phụ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian. Bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Và sau đây con Nguyên Trang, con xin thay mặt đạo tràng kính cung thỉnh sư Huy Niệm từ bi hoan hỷ đăng đàn để cho chúng con bài học ngày hôm Milinda. Và con kính dâng bích lại cho sư ạ. Dạ, con kính cung thỉnh bàn tay của sư, con xin xuống mít ạ. Kính lễ đại đức Thanh Tâm, xin thân chào quý vị Phật tử trong lớp học. Hôm nay chúng ta sẽ học hết những phần còn lại để cho chấm dứt luôn ý phẩm sát được về vô sắc này. Tức là ngày hôm qua mình đã học đến đoạn số 8 này, hết đoạn số 8. Nay mình sẽ học đoạn số 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 và 16 luôn. Sở dĩ học nhiều như vậy trong ngày hôm nay là vì nó có một số những câu hỏi, cũng không có mất nhiều thời gian để mà chúng ta tìm hiểu cho nhiều lắm. Với lại hôm nay thời gian của mình nó cũng nhiều, cho nên học hết luôn cũng vừa phải lẽ. Như vậy thì không biết Nguyên Trang ở trong lớp là ở trước mặt có cái phần chánh văn chưa? Nếu như có thì mang nghĩ đọc giùm sư. Thứ hôm nay mình đọc từ đoạn số 9 đó. Nào, giờ sư mời cô Nguyên Trang. Nam mô Bích Thái Giá. Dạ con Nguyên Trang. Dạ một lần nữa con kính đảnh lễ quý sư, kính chào đạo tràng. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng con đọc câu số 9 của chánh kinh ạ. Đức vua đã nói rằng: Thưa ngài Nagasena, có người nào có thể đi đến xứ Uttarakuru hoặc cõi Phạm Thiên hoặc hòn đảo khác bằng cách phân thân này không? Tâu đại vương, có người có thể đi tới xứ Uttarakuru hoặc cõi Phạm Thiên hoặc hòn đảo khác bằng thân tứ đại này. Thưa ngài Nagasena, làm thế nào có thể đi đến xứ
Uttara Kuru, hoặc cõi Phạm Thiên, hoặc hòn đảo khác, bằng cách, bằng thân tứ đại này. Tâu Đại Vương, chắc Ngài biết rõ là đã nhảy lên khỏi trái đất này một gan tay hoặc một hắc tay. Thưa Ngài, trẫm biết rõ. Thưa Ngài Nagasena, trẫm nhảy lên đến 8 hắc tay. Vậy, Tâu Đại Vương, làm thế nào Ngài nhảy lên đến 8 hắc tay? Thưa Ngài, chính vì trẫm lập tâm rằng ta sẽ rơi xuống ở chỗ này, với sự lập tâm ấy, thân thể của trẫm trở thành nhẹ. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị tỳ khưu có thần thông đã đạt đến năng lực của tâm. Sau khi đặt thân vào tâm rồi di chuyển ở không trung bằng năng lực của tâm. Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. Câu số 10. Đức Phật đã nói rằng, thưa Ngài Nagasena, Ngài nói như vậy, có những khúc xương dài 100 do tuần, cho đến ngay cả cây cối cũng không cao 100 do tuần, do đâu mà sẽ có được những khúc xương dài 100 do tuần? Tâu Đại Vương, Ngài nghĩ gì về điều này? Có phải Ngài đã được nghe là ở đại dương có loài cá dài 500 do tuần? Thưa Ngài, đúng vậy, đã được nghe. Tâu Đại Vương, không phải những khúc xương của con cá dài 500 do tuần sẽ là chiều dài 500 do tuần. Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. Câu 11. Đức Vua đã nói rằng, thưa Ngài Nagasena, Ngài nói như vậy, có thể ngưng các hơi thở ra, hơi thở vào. Tâu Đại Vương, đúng vậy, có thể ngưng các hơi thở ra, hơi thở vào. Làm thế nào có thể ngưng các hơi thở ra, hơi thở vào? Tâu Đại Vương, Ngài nghĩ gì về điều này? Trước đây, Ngài đã được nghe người nào đang ngáy không? Thưa Ngài, đúng vậy, trước đây đã được nghe. Tâu Đại Vương, phải chăng âm thanh ấy có thể ngưng lại khi cơ thể được khom vào? Thưa Ngài, đúng vậy, có thể ngưng lại. Tâu Đại Vương, bởi vì âm thanh ấy có thể ngưng lại khi cơ thể được khom vào là đối với người có thân chưa được tu tập, có giới chưa được tu tập, có định chưa được tu tập, có tuệ chưa được tu tập. Trái lại, đối với người có thân đã được tu tập, có giới đã được tu tập, có định đã được tu tập, có tuệ đã được tu tập, đã chứng đạt tứ thiền, phải chăng hơi thở ra, hơi thở vào của người này sẽ không được lại? Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. Câu 12. Đức Vua đã nói rằng, thưa Ngài Nagasena, điều được gọi là biển bị, vì lý do nước được gọi là biển. Vị trưởng lão đã nói rằng, Tâu Đại Vương, nước nào thì muối ấy, muối chừng nào thì vì thế được gọi Nagasena, Ngài thật khôn khéo. Câu 13. Đức Vua đã nói, thưa Ngài Nagasena, vì lý do gì mà biển có một vị mặn của muối? Tâu Đại Vương, biển đã được tồn tại từ lâu, là đối với nước thì biển có một vị là vị của muối. Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. Câu 14. Đức Vua đã nói rằng, thưa Ngài Nagasena, có thể cắt vật hoàn toàn vi tế không? Tâu Đại Vương, đúng vậy, có thể cắt vật hoàn toàn vi tế. Thưa Ngài, vậy cái gì là hoàn toàn vi tế? Tâu Đại Vương, Pháp là hoàn toàn vi tế. Tâu Đại Vương,
không phải tất cả các pháp đều là vi tế. Câu đại vương, vi tế hay thô cứng, điều này là sự diễn tả đối với các pháp. Bất cứ vật gì có thể cắt được thì cắt toàn thể vật ấy bằng tuệ, không việc cắt bằng tuệ thứ gì. Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo. Câu 15. Đức vua đã nói rằng: Thưa ngài Nagasena, thức hay tuệ hay mạng sống của chúng sanh, các pháp này khác về nội dung, khác về hình thức, hay là có chung một nội dung, chỉ khác về hình thức tên gọi. Tâu đại vương, thức có sự nhận thức là tướng trạng, tuệ có sự hiểu biết rõ là tướng trạng, mạng sống ở chúng sanh là không có. Nếu mạng sống không có, vậy thì ai nhìn thấy cảnh sắc bằng mắt, nghe âm thanh bằng tai, ngửi hương bằng mũi, nếm vị bằng lưỡi, chạm cảnh xúc bằng thân, nhận thức cảnh pháp bằng ý. Vị trưởng lão đã nói rằng, nếu mạng sống nhìn thấy cảnh sắc bằng mắt, nghe âm thanh bằng tai, ngửi hương bằng mũi, nếm vị bằng lưỡi, chạm cảnh xúc bằng thân, nhận thức cảnh pháp bằng ý, phải chăng mạng sống ấy khi các mắt bị hoại vẫn có thể nhìn thấy cảnh sắc rõ hơn ở bên ngoài, trước mặt, qua bầu không gian lớn lao lớn hơn? Có phải khi các tai bị hoại, khi mũi bị hoại, khi lưỡi bị hoại, khi thân bị hoại vẫn có thể nghe âm thanh, có thể ngửi mùi, có thể nếm vị, có thể chạm cảnh xúc rõ hơn qua bầu không gian lớn hơn? Thưa ngài, không phải. Tâu đại vương, chính vì điều ấy, mạng sống của chúng sanh là không có. Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo. Câu 16. Vị trưởng lão đã nói rằng: Tâu đại vương, có phải hành động khó khăn đã được Đức Thế Tôn thực hiện? Thưa ngài, hành động khó khăn đã được Đức Thế Tôn thực hiện là gì? Tâu đại vương, hành động khó khăn đã được Đức Thế Tôn thực hiện là việc xác định với các pháp không có hình tướng và tâm, có hình tướng là tâm và sở hữu tâm, đang diễn tiến ở một đối tượng đã được nói ra. Đây là xúc, đây là thọ, đây là tưởng, đây là tư, đây là tâm. Xin ngài cho ví dụ. Tâu đại vương, giống như người nào đó đi vào biển cả bằng thuyền, lấy nước bằng bụng tay rồi nếm bằng lưỡi. Tâu đại vương, phải chăng người ấy có thể biết được rằng đây là nước của sông Ganga, đây là nước của sông Yamuna, đây là nước của sông Achiravati, đây là nước của sông Sarafu, đây là nước của sông Ha, đây là nước của sông Mahi? Thưa ngài, là việc khó khăn để biết được. Tâu đại vương, việc đã được Đức Thế Tôn thực hiện còn khó hơn việc đó nữa, là việc xác định các pháp không có hình tướng là tâm và sở hữu tâm, đang diễn tiến ở một đối tượng đã được nói ra. Đây là xúc, đây là thọ, đây là tưởng, đây là tư, đây là tâm. Đức vua đã vô cùng hoan hỷ. Thưa ngài, thật quá, thật quý hóa hay. Dạ con đã đọc xong phần chánh kinh. Dạ con kính lễ sư Pháp Tính vừa đến với đạo tràng. Dạ sau đây con kính cung thỉnh sư Huy Niệm từ bi hoan hỷ cầm mic để giảng dạy cho chúng con ạ. Dạ con sa thú, con kính dâng mic lại cho sư ạ. Sa thú, xin cảm ơn cô Nguyên Trang. Bây giờ thì chúng ta làm lễ tam bảo, sau mình sẽ đi vào bài học ngày hôm nay. Chúng con đến mic lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán đứng chánh đẳng giác. Chúng con đến mic lòng thành kính làm lễ ơn Đức Pháp. Công năng hướng thượng đưa đến sự lễ cho những ai có niềm tin thực hành theo. Chúng con đem lòng thành kính làm lễ ơn Đức Tăng Bảo,
những bậc đã được truyền thừa thực hành theo giáo pháp, các ngài đắc được quả thánh hoặc còn phàm, là môn phạm của chúng sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Chúng con xin làm lễ ba ngôi cao quý đó. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu những cái vấn đề còn lại như đã được nghe ở trong cái phần chánh văn hồi nãy. Có hai chuyện là hai câu hỏi số 12, số 13 khi đời có nước biển. Tại sao được gọi là biển? Và nguyên nhân gì biển có bị mặn? Thì thiết nghĩ hai cái câu này chúng ta không có cần phải tìm hiểu nhiều. Sở dĩ bởi vì nó đâu có gì đâu để mà mình phải khó hiểu thưa quý vị. Rồi còn lại thì có những câu còn lại thì chúng ta có những vấn đề để mà chúng ta có thể học hỏi được. Rồi thứ nhất là câu hỏi đề cập đến việc đi đến những chú xứ chẳng hạn như Uttarakuru hoặc cõi Phạm Thiên hoặc những hòn đảo khác, do cái năng lực của thần thông điều này có được hay không? Ngài Đăng Cơ Sư Ná ngài đã trả lời rằng được. Sau đó ngài đã lấy cái hình ảnh là Đức Vua ngài khi mà mình muốn nhảy lên trong một cái cách thì mình có làm được hay không? Thì Đức Vua ngài trả lời rằng là có thể làm được bằng cái cách mình lập tâm, xong rồi an trú vào trong cái thân này rồi cứ thế mình nhảy lên thôi. Thì việc này ở trong phần trước sư đã trình bày cho quý vị rồi. Khi nói về việc đi lại ở những trú xứ khác bằng năng lực của thần thông đó, thì có ba điểm mà chúng ta cần phải chú ý. Điểm thứ nhất đó chính là vị ấy sẽ chú nguyện tác ý đến cái vị trí của hai nơi nó gần lại với nhau, cho nên vì đó chỉ cần bước một bước qua nữa là nó tới rồi. Đó là cái trường hợp thứ nhất. Chẳng hạn như là Đức Phật cùng với Chư Tăng khi mà ở trú xứ trong cái ngày mưa gió lớn sau khi tín nữ Visakha ngài đã vị ấy đã đưa những tùy tùng những người làm ở trong nhà đến thỉnh mời ba lần. Lúc đó không có thấy Chư Tăng, nó cũng là cái duyên sự để cho tín nữ Visakha xin phép được dân y choàng tắm đến Chư Tỳ Khưu. Trong cái duyên sự đó, lúc đó Đức Phật ngài bước ra khỏi hương tất, ngài nói với Chư Tăng là đã đến thời điểm đi thọ trai. Sau khi đã thông báo xong thì ngài cùng với Chư Tăng lập tức có mặt ngay tại trước cửa nhà của tín nữ Visakha. Thì đó là cái giai thoại chúng ta thấy là ngài dùng năng lực thần thông tác ý hai cái điểm nó gần với nhau. Rồi đó là điều thứ nhất. Việc thứ hai là theo như ở trong Thanh Tịnh Đạo trình bày á, là vì đó sẽ dùng tâm của mình á, làm cho nó chậm nhịp lại để mà nó đồng bộ đối với thân. Sau khi cái sự diễn hoạt của tâm nó đã đồng nhất đối với thân này rồi thì lúc đó vị đó tác ý đến sự nhẹ nhàng, tưởng lạc và tưởng nhẹ, và cứ thế đi đến cái phạm thiên giới. Và ngược lại cũng vậy, hoặc là vị đó làm cái cách thức là cái sự vận hành của thân nó nhanh để nó đồng bộ đối với tâm. Và sau đó những thao tác còn lại cũng y như thế. Rồi, sư chỉ nhắc lại thôi. Đó là câu số 9. Rồi, câu số 10. Câu số 10 là Đức Vua ngài, ngài đã có sự thắc mắc đến trường hợp là có những cái loại chúng sanh khó mà tưởng tượng được. Chẳng hạn như
to lớn cả hàng trăm do tuần. Thầy quay trở lại với cái giai thoại mà Đức Phật Ngài nói chuyện với chúa Atula. Thì ở trong giai thoại đó cũng cho chúng ta hiểu được rằng những cái loại sinh vật đó, sống ở trên quả địa cầu này, thưa quý vị, mà nói về kích thước to lớn nhất đó, thì phải nói đến loài thủy tộc. Những cái loài sinh vật sống trên mặt đất không có kích thước to như bằng cái loài thủy tộc đó. Thì trong cái giai thoại đó, chúa Atula cũng đã được Đức Thế Tôn này hỏi là lý do tại sao những cái loài, những loài dạ xoa, những loài Atula lại thích biển cả như vậy. Vị ấy trả lời 8 nguyên nhân, trong đó có hai cái nguyên nhân, đó chính là bởi vì biển cả có nhiều cái châu báu, và nguyên nhân nữa đó là do bởi biển cả là trú xứ, là trú xứ của những cái loài thủy tộc to lớn, những loài thủy tộc to lớn. Thì ở đây sở dĩ sư nhắm đến hai cái nguyên nhân đó thôi mà không đề cập nguyên nhân khác là vì như thế này. Thứ nhất là để minh chứng cho ở cái câu này, tức là đối với những loài sinh vật á, mà được xem như là to lớn nhất ở trên quả địa cầu này á, thì phải nói đến loài thủy tộc. Nói loài thủy tộc, điều này cũng đã được chúng ta nhìn thấy trong giai thoại của chúa Atula trả lời với Đức Thế Tôn. Cái điểm thứ hai á, là biển cả là nơi chứa đựng nhiều cái châu báu, và cái loài dạ xoa rất là thích châu báu. Thì về chuyện sư nói thêm một chút. Trong một vài ngày trước đây, sư có xem một số những cái giai thoại đề cập đến, nói đến những cái cổ mộ của những vị vua chúa ở trong cái lịch sử Trung Quốc. Thì thưa quý vị, không phải cái cổ mộ nào cũng khám phá, cũng được khai quật lên hết được. Trong đó có cái cổ mộ chẳng hạn như là cổ mộ của bà Từ Hy Thái Hậu, hoặc là cổ mộ của bà Từ Hy Thái Hậu được xem như là tới nay vẫn được xem như là bất khả xâm phạm, chưa có ai xâm phạm được. Rồi những giai thoại nói về những cổ mộ của những vị vua, chẳng hạn như vua Càn Long, vân vân, thì có một số khai quật được, nhưng có một số tới nay vẫn được xem như là bí ẩn, chưa biết là có cái gì trong đó. Thì trong cái đoạn clip đó, người ta có nói rằng là tổng cộng có rất nhiều đợt để mà tấn công, nhất là khi Trung Quốc đang cái thời kỳ mà bị xâm chiếm, lúc bây giờ người ta dùng quân đội để mà đi chiếm những cái tài sản, những cái di sản văn hóa hoặc là bảo vật của những của Trung Quốc. Nhưng mà biết bao nhiêu lần cũng đều thất bại, bởi vì lúc mà xâm phạm nó có những cái hiện tượng rất là kỳ cục xảy ra. Chẳng hạn như khi họ vừa chạm đến, lúc bây giờ trời tự nhiên nó chuyển cái sắc khí thời tiết, đang trong sáng tự nhiên chuyển mây đen mù mịt sấm sét. Rồi khi mà ngưng thì lại hết, tiến hành xâm phạm thì nó lại bị. Rồi chẳng hạn như những hiện tượng như là những người mà đi đầu á thì tự nhiên học máu chết, thưa quý vị, hoặc là bị điên khùng mất trí, vân vân, những cái hiện tượng rất là kỳ cục xảy ra. Cho nên chính vì thế mà có một vài những nơi mộ cổ cho đến nay vẫn được xem như là chưa có ai biết được là cái gì trong đó, cùng với số lượng châu báu như thế nào. Khi xem qua những cái việc đó thì sư có một cái suy nghĩ đọc. Sư liên tưởng đến cái bài kinh mà
dạ, mà Chúa Atula trả lời với Đức Thế Tôn, à sư có liên tưởng đến chút điều đó. Người ta thì người ta nghĩ rằng có thể là do bùa chú hoặc là do gài bẫy hay là vân vân, nhưng mà bên cạnh đó nó có những cái hiện tượng nó không liên quan đến những cái thủ thuật như là đánh bẫy của người xưa, mà cái này mình không biết sao giải thích được. Thì theo như sư liên tưởng á, thì có thể là do những cái nơi đó đó nó đã trở thành những cái điểm mà của những loài dạ xoa hoặc là Atula cai quản rồi, không có ai có thể đến gần người đó được, đến gần là như là xâm phạm cái địa bàn. Vì lý do tại sao lại như vậy, bởi vì chúng ta nên nhớ trong 7 cái yếu tố mà khiến cho loài Atula là dạ xoa rất là thích biển cả, đó chính là do có nhiều báu vật, do có nhiều báu vật mà vua chúa chôn đó thưa quý vị, thì không biết cái số lượng châu báu, không biết bao nhiêu mà nói, nhất là những cái đời vua mà nổi tiếng, chẳng hạn như bà Từ Hy Thái Hậu thì được xem như là một nhân nữ hoàng đế nổi tiếng trong lịch sử rồi, nên cái số lượng báu vật mà chôn theo bà không nhiều, nhiều khủng khiếp. Được biết rằng người ta ước lượng nó lên đến hàng tấn, lên hàng tấn. Nên chính vì thế mà cái đặc tính của Atula thì họ rất là thích báu vật. Họ rất là thích báu vật. Nên trong cái bài kinh đó mà vua Bimbisara trong cái bài kinh mà chôn giấu tài sản á, bằng cái pháp tích lũy phước lành đó, chúng ta hay nghe một cái câu gọi là dạ xoa đoạt mang đi, kẻ thừa tự đánh cắp, đó là như vậy đó. Chính vì thế sư có cái sự tưởng đến điều đó, tức là dạ xoa hoặc là Atula, những vị có đại thần lực, người ta rất là thích những cái báu vật. Nên chỗ nào mà có tích trữ nhiều á thì có thể họ đã chiếm giữ đấy, họ chiếm giữ. Từ đó mình xâm phạm vào thì sẽ bị những cái tai ương do cái năng lực thần thông của họ. Rồi. Tiếp theo là câu số 11, đề cập đến hơi thở. Hơi thở. Việc làm ngưng hơi thở này có được hay không? Ngài Đăng Ca Sáng này trả lời rằng có thể được. Ngài lấy cái ví dụ là cái thân hành của một người nó tạo ra trong cái tiếng ngáy trong lúc ngủ là nó do cái hơi thở, và có thể nó không có do khi mà cái oai nghi nó khom lại, nó không có phát ra tiếng ngáy âm thanh được. Nhưng mà cái đó nó chỉ là do người không có tu tập. Đối với cái việc mà tu tập thì vị đó có thể làm đình chỉ được hơi thở, đình chỉ được thân hành. Thì ở đây nó có ba cái sự vận hành. Thứ nhất là sự vận hành của khẩu, hay còn gọi là khẩu hành. Sự vận hành thứ hai đó là sự vận hành của thân, hay còn gọi là thân hành. Và thứ ba là sự vận hành của tâm, gọi là tâm hành. Thì trong ba cái sự vận hành này đó quý vị, cái chi pháp của sự vận hành của ám chỉ, sự vận hành của khẩu hành đó, đó chính là tâm tứ. Đó chính là tâm sở tâm và tâm sở tứ. Điều này chúng ta có thể sẽ hơi thắc mắc một chút là tại sao lại nói khẩu hành là tâm tứ. Bởi vì ở đây mình nên nhớ rằng là cái âm thanh mà mình phát ra đó thành lời đó, hay còn gọi từ chuyên môn là sắc cảnh thinh đó, nó có nguồn gốc từ tâm tạo ra. Nó có nguồn gốc từ tâm tạo ra thưa quý vị. Cho nên khi nói về ngũ hành, lấy chi pháp của tâm sở tầm và tâm sở tứ là nói đến cái gốc của pháp này. Nói đến cái gốc của pháp này. Chính vì thế mà chúng ta thấy có những cái trường hợp á, có những cái trường hợp á, mà tâm mà mình không có
nhất thiết phải nói ra, mình không nhất thiết phải nói ra, nhưng mà bên trong mình nói rất là nhiều, bên trong nội tâm của mình nó nói đủ thứ trong đó cả. Chẳng hạn như một người mà khi mà người ta giận á, người ta không nói á, đã không nói chưa chắc là người ta là chưa phát ra thành lời, thì chưa hẳn là không có khẩu hành, nhưng mà người ta không nói bên ngoài thôi, người ta không có phát ra thành lời thôi, nhưng mà bên trong người ta, bên trong mới nói rất là nhiều ở trong đó, bên trong mới suy nghĩ như thế này như thế kia vân vân. Thì cái việc đó đó, thưa quý vị, đó chính là do tâm và tứ, tâm và tứ. Cho nên chính vì thế mà chúng ta quay lại cái trạng thái của vitakka, tức là suy gẫm trên đối tượng, suy nghĩ, suy gẫm trên đối tượng, hướng tâm đến đối tượng, hướng tâm đến đối tượng. Một khi mà nội tâm của mình á, nó hướng chỗ này, nó hướng chỗ kia, là tức là nó đã đang nhiều chuyện rồi đó, nó đang nhiều chuyện ở trong đó rồi đó. Khi nó hướng đến cái gì mà nó thấy, nó nghe, nó ngửi, nó nếm, hoặc là nó đụng, thì nó mới có chuyện là nó sẽ suy nghĩ như thế này, như thế kia, về những gì mà nó biết, về những gì mà nó biết. Cho nên chính vì thế mà cái gốc của khẩu hành á, ở đây muốn ám chỉ đến, đó chính là tâm, lý do tại sao lại là cái chi pháp tầm và tứ, tâm sở tầm, tâm sở tứ. Chúng ta lấy cái trường hợp như sau. Có đôi lúc mình ngồi tu tập, thì nó đâu có phải nó êm xuôi đâu thôi. Thông thường thì mình hay bị những cái chập tư tưởng, nó nói như thế này, nó đến, nó nói chuyện này, nó thưa chuyện kia, đủ thứ chuyện ở trong đó. Mặc dù mình cố mình cố ý mình đuổi nó đi, nói đừng có tới làm phiền tao nữa, để tao ngồi coi như là an trú coi, nhưng mà nó vẫn đến. Thì cái đó đó chúng ta cũng có thể hiểu được như thế nào là khẩu hành là chi pháp tầm và tứ rồi. Nó suy nghĩ lung tung đó, đủ thứ chuyện trên đời trong đó. Và chưa kể nó tới nó nói là thôi ngồi thiền đâu rồi, thôi xả ra đi chẳng hạn, ngồi lâu quá là coi chừng là lát nữa chân coi như là bị liệt luôn chẳng hạn, là nó đủ thứ trong đó. Thì đó là khẩu hành nó nằm chỗ đó. Lúc đó mình đâu có cần phải nói ra, đâu cần phải thốt ra lời đâu, nhưng mà bên trong nó đã nói rất nhiều, nói rất nhiều bên trong rồi. Nên chính vì thế mà khẩu hành là cái chi pháp của tầm và tứ là vậy. Rồi cái trường hợp sự vận hành thứ hai đó chính là thân hành. Thân hành ở đây á muốn ám chỉ là nói đến cái gốc cơ bản nhất của sự vận hành của thân, đó chính là hơi thở. Đó chính là hơi thở, thưa quý vị. Ngay trong lúc mà chúng ta ở trong một cái oai nghi nằm ngủ thoải mái nhất, không có một bất cứ một cái sự sinh hoạt hoạt động nào về thân hết, thì nó vẫn có một cái vận hành cơ bản nhất, đó chính là hơi thở ra và hơi thở vào. Cho nên đây chính là cái chi pháp, cái pháp mà muốn ám chỉ đến thân hành, đó chính là hơi thở đó, vì thế mà mình hay nghe nói về cái đề mục gọi là thân hành niệm, đề mục thân hành niệm, tức là đề mục hơi thở đó, hơi thở đó. Rồi cái thứ ba đó chính là tâm hành, tâm hành ở đây là sự diễn hoạt của những pháp còn lại, thì ngoại trừ thức ra, đó chính là thọ tưởng hành, thì cái đó là tâm hành. Thì trong ba cái pháp, ba cái sự vận hành này, thưa quý vị, cái người mà chứng đắc được nhị thiền, nói theo thiền bốn bậc á, thì tịnh chỉ được tầm tứ, thì cái năng lực của nhị thiền trở lên được xem như là tịnh chỉ được khẩu hành, bởi vì đặc tính của tầm và tứ là nó hướng tâm, đến đối tượng, nó cũng giống như là gọi là nhiều chuyện vậy đó. Giống như mình đi ngang qua chỗ nào á, mình không có đi theo cái đường của mình,
À, cứ hễ có ai kêu réo rồi rủ vào quán cà phê này mình cũng nhào vô trong đó, rồi lát nữa mình đi tới khúc kia rồi có người khác người ta mời vô ngồi ăn sáng mình cũng nhào vô, nói chung là cái mâm nào cũng có mình hết á. Thì nói là như vậy đó, khẩu hành. Thì đối với vị này á, vị này tịnh chỉ trường hợp của hành giả chứng đắc nhị thiền là tịnh chỉ được khẩu hành, tịnh chỉ được khẩu hành, không có tâm, không có hướng tầm bậy tầm bạ lung tung beng nữa. Rồi đó là pháp thứ nhất. Cái trường hợp thứ hai là khi mà cái năng lực tu tập đã đạt đến tứ thiền nói theo tạng kinh đó, hoặc là ngũ thiền nói theo tạng vi diệu, thì lúc bấy giờ thân hành được chỉ, thân hành được tịnh chỉ. Thân hành ở đây là muốn nói đến hơi thở, được không? Cái người chứng đắc tứ thiền á, đang an trú vào trong bốn thiền, tứ thiền sắc giới, thì vị đó cái thân của vị đó không có hơi thở, thân của vị đó không có hơi thở, trong khi tất cả trường hợp còn lại là có hơi thở hết, có hơi thở hết. Điều này mình cũng có thể suy nghĩ như thế này, có những trường hợp mà chúng ta tu tập đó, thưa quý vị, khi mà tâm của mình lao chao, nó bắt nhiều cảnh, anh khởi nhiều môn, nó chạy tới chạy lui, nó xử lý chuyện này chuyện nọ, lúc bây giờ hơi thở của nó sẽ theo cái nhịp độ mà nó vận hành, nó vận hành đôi khi rất là thô tháo đấy. Nhưng mà đối với những lúc mà chúng ta ngồi yên tĩnh trở lại, cái tâm tư thoải mái, an trú thì dường như mình có thể thấy rõ rằng cái thân hành, tức là hơi thở của mình đó, nó bắt đầu nó rất là cơ bản, nó rất là cơ bản, nó yên ổn hơn, nó yên ổn hơn. Và thậm chí có những trường hợp mà khi tâm của hành giả tuy chưa có đắc đến tứ thiền sắc giới, nhưng mà do cái sự lắng yên đó, hơi thở nó có thể dừng trong một vài nhịp, nó có thể dừng luôn, thôi nó có thể ngưng, có thể ngưng trong một khoảng khắc thời gian rất là ngắn, rồi nó mới bắt đầu nó có mặt trở lại. Hoặc giả hơi thở nó rất là nhẹ, nhẹ đến mức mà đôi khi mình không nhìn ra được cái không 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 thấy được cái đề mục hơi thở của mình, nó nhẹ đến mức đó đó. Cho nên chính vì thế mà đối với vị mà chưa được bốn thiền sắc giới, đến năng lực của tứ thiền, thì vì đó tịnh chỉ được thân, tịnh chỉ được hơi thở, hơi thở vì đó không có mặt. Rồi trường hợp tịnh chỉ được tâm hành đó, muốn nói đến vị chứng đạt được phi tưởng phi phi tưởng, phi tưởng phi phi tưởng, và chính thức tịnh chỉ được sự hoạt động của tâm, là trong cái trường hợp của người đã đi vào trong cái cảnh giới, trong cái lĩnh vực của diệt thọ tưởng. Thì trong ba trường hợp này, thưa quý vị, chúng ta nên nhớ cái chi pháp như thế này: tâm đức là khẩu hành, nó sẽ được tịnh chỉ nơi vị hành giả thành tựu chứng đắc được nhị thiền; hơi thở là thân hành, nó được tịnh chỉ nơi người chứng đắc và an trú của tứ thiền; và tâm hành sẽ được tịnh chỉ nơi vị chứng đắc được phi tưởng phi phi tưởng xứ, và triệt để 100% hay nói chính đó chính là vị nhập diệt thọ tưởng. Đó là ba cái sự vận hành đó, ba cái sự vận hành. Cho nên đây ngài Nagasena ngài trả lời là người tu tập chứng đắc được bốn thiền có thể tịnh chỉ được hơi thở là như vậy. Rồi câu số 12 và câu số 13 nói đến biển, tại sao có biển mặn, và biển tại sao được gọi là biển thì mình không cần phải quan tâm.
Câu số 14. Câu số 14 là nói đến đạo tuệ. Đạo tuệ. Ừ, đạo tuệ. Đức vua ngài hỏi là có thể cắt đứt được một cách cụ thể một vật hoàn toàn vi tế hay không. Ngài Nagasena ngài trả lời: Tâu đại vương, pháp hoàn toàn vi tế. Tâu đại vương, không phải tất cả các pháp đều là vi tế. Tâu đại vương, vi tế, thô, cứng đều. Điều này là sự diễn tả đối với các pháp. Bất cứ những vật gì có thể cắt được thì cắt toàn thể vật ấy bằng tuệ, bằng tuệ. Ngài trả lời trong cái trường hợp cắt đứt, sự cắt đứt bằng cái thánh đạo, thánh đạo cắt đứt được cái phàm chủng, cắt đứt được phàm chủng. Rồi ở đây suy nhắc lại một lần nữa là thực ra đối với cái trường hợp mà chúng ta thường hay nghe nói là đoạn trừ phiền não đó, đoạn trừ phiền não, tu tập để đoạn trừ hay là cắt đứt hay là gì đó, đó chỉ là một cái cách nói để cho mình hiểu thôi, chứ trên thực tế trên thực tế nếu nói một cách chính xác, đó chính là cái sự thay đổi, cái sự thay đổi, cái sự chuyển hướng hoặc là cái sự thay thế thôi. Nên chính vì thế mà hôm bữa sư có nghe nói đến một cái đoạn mà đại đức Đức Giác Nguyên khi mà ngài đại đức trình bày về cái việc cắt đứt, việc cắt đứt phiền não, thì trong đó, trong cái đoạn pháp đó thì Đức có nói đến là không hề có sự cắt đứt, không hề có sự cắt đứt. Tuy nhiên ở trong kinh chúng ta vẫn nghe, vẫn nghe. Thì ý của Đức muốn trình bày nói là không phải là bác bỏ, không phải là bác bỏ, mà theo cái ý nghĩa một cách tuyệt đối á, khi mà mình khảo sát thì chẳng hạn nó chỉ là cái sự thay thế thôi, nó chỉ là cái sự thay thế thôi. Chẳng hạn nói ví dụ như những phiền não nào nó đã sanh rồi, nó đã diệt rồi, thì lúc bây giờ nó không có hiện bày, thì không có hiện bày thì làm gì có cái chuyện mà mình cắt đứt hay không cắt. Đó là cái trường hợp thứ nhất. Cái trường hợp thứ hai á, là khi phiền não nó đang có mặt ngay trong hiện tại thì chắc chắn một điều là sẽ không có thiện pháp sanh ở ngay lúc đó, bởi vì hai pháp này nó không thể nào có mặt cùng lúc với nhau được. Cho nên chính vì thế làm gì có chuyện cắt đứt. Khi mà mình đang có những cái tư tưởng bất thiện, những cái tư tưởng bất thiện, lúc bây giờ mình sực nhớ là khéo tác ý là, thì cái thao tác đó cũng giống như là mình chuyển hướng thôi, mình thay thế thôi, thay thế. Và khi mình thay thế qua một, bằng một cái pháp thiện khác thì cái pháp kia nó vốn nó không có mặt, vốn không có mặt. Cho nên sự xuất hiện một cách đồng bộ của phiền não và của bất thiện và thiện ngay cùng một lúc để mà đối mặt một cách trực diện thì chuyện này không hề xảy ra, thưa quý vị. Chuyện này không hề xảy ra. Cái ý nghĩa ngay trong hiện tại. Còn cái ý nghĩa mà cắt đứt á, là những pháp tùy miên ngay trong tương lai á, thì điều này chúng ta hiểu rồi. Pháp trong tương lai là những pháp nó chưa sanh. Mà chưa sanh thì mình bàn đến nó gì, làm gì có chuyện mà cắt. Cho nên chính vì thế mà đối với cái trường hợp của bốn cái thánh đạo, thưa quý vị, nếu nói một cách chuẩn xác theo ý nghĩa của thực tại thì đó chỉ là một cái bước ngoặt
chỉ là một cái bước ngoặt mà nó làm thay đổi một cách hoàn toàn về cái quá trình hoạt động của tâm thức của vị đó thôi. À, mình có thể diễn tả theo cách như vậy. Bằng chứng là cái trường hợp mà của một người á, mà khi lần đầu mà tâm sơ đảo sanh lên, thì từ sau cái tâm sơ đảo trở đi, cái diễn hoạt, cái diễn là cái cách thức hoạt động tâm, đời sống nội tâm của vị này, nó có một cái sự chuyển biến khác biệt so với cái thời điểm trước đây khi tâm sơ đạo nó có mặt. À, bằng chứng là từ đó trở đi cái nội tâm của vị này nó không hề chứa đựng những cái tư tưởng nào đó liên quan đến sát sanh, hay trộm cắp, hay tà dâm, hay nói dối hiểu rụt, hay là không có sự bất tính, hay là có sự bất tính đối với tam bảo, đối với cái đường lối tu tập của chính bản thân mình, hoặc là những cái ý niệm mà sống nó liên hệ đến những cái cảm giác về tôi như thế này hoặc là ta như thế kia, nó không hề tồn tại trong tâm lý của vị đó. Đã. Rồi cái trường hợp tâm đạo thứ hai và thứ ba chúng ta cũng hiểu tương tự như vậy mà thôi. Chúng ta cũng hiểu tương tự như vậy. Đó, cho nên chính vì thế mà lý do tại sao để trong cái phần giảng Đại Đức Giác Nguyên này, Đại Đức có trình bày đến là không hề có sự cắt đứt là như vậy. Mình phải hiểu cái ý của vị ấy trình bày. Chứ khi mình không hiểu xong mình nói là ồ vậy sao trong kinh nói là có những cái đoạn kinh dẫn chứng là cắt đứt rồi này, như thế này như thế kia, chẳng lẽ Đại Đức nói sai pháp thì xuyên tạc pháp hay sao? Không phải, không phải. Không phải là như vậy. Cái đó là mình chỉ nói để mà mình hiểu với nhau mà thôi. Chứ còn trên cái sự vận hành thực tế thì nó không hề có sự đối mặt với nhau một cách đồng bộ, một cách cùng lúc. Đó là như vậy. Xong như vậy, xong câu số 14 rồi. Câu số 15. Câu số 15 ở đây Đức Vua Ngài còn vân hoang mang đến về lãnh vực cái sanh mạng cũng như cái sự hay biết của thức và sự nhận biết rõ của trí tuệ, thì ba cái pháp này Đức Vua ngài vẫn còn hiểu theo cái lối gọi là đồng nhất, ngài lối đồng nhất, tức là ngài nghĩ rằng là thức, tức là sự nhận biết đó, hoặc là sự hiểu của trí tuệ á, đối với mạng sống, đối với cái sự sống này, nó vốn chỉ là một mà thôi, nó vốn chỉ là một mà thôi. Nhưng mà ngài Nagasena ngài đã nói rằng nó không phải như vậy. Ba pháp nó đều có cái sự khác biệt với nhau hết. Ba pháp có cái sự vận hành khác biệt với nhau hết. Bằng chứng là nếu như sự thấy và sinh mạng là một, tức là nó có sự sống này thì chính cái sự sống đó nó làm cái việc thấy, thì trong cái trường hợp những người mà người ta bị đuôi mắt, người ta bị hoại các căn hoặc là không có cái gì để thấy, thì phải chăng cái sinh mạng đó nó muốn nhìn thấy thì nó có thể thấy được, thì ở đây đâu phải là như vậy đâu thưa quý vị. Cái sự thấy nó tùy thuộc vào nhân sanh riêng biệt của nó. Và tương tự như vậy đối với nghe, ngửi, nếm và đụng cũng thế nữa. Nó có cái nhân sanh riêng biệt của thực tánh pháp, của mỗi pháp. Và sự sống hay còn gọi là mạng quyền, thì nó cũng có cái pháp riêng biệt của nó, nó có cái thực tánh riêng biệt của nó. Cái điều ngại nhất của phàm phu chúng ta trong cái việc tu tập và được xem như là một pháp, nó ám ảnh, nó đeo rất là dai, nó không hề muốn chia tay với mình. Nó không hề muốn chia tay với mình. Hay nói cách khác, nghe trong nó lịch sự là mình rất là chung thủy đối với pháp đó. Đó chính là cái cảm giác về thân kiến, cái cảm giác về sự đồng nhất, về thân kiến. Mình ít khi nào mà mình thấy ra được cái thực trạng của pháp một cách chính xác và đúng đắn. Chúng ta luôn sinh hoạt trong đời sống, chung sinh hoạt trong đời sống
nó đi kèm theo cái sự đồng bộ của cái ngã chấp. Ngã chấp mình luôn có cái cảm giác là có cái gì đó, cái tôi ta nó làm việc thấy, nghe, ngửi, nếm, đục. Cho nên chính vì thế mà trong đời mình cãi nhau, chẳng hạn tôi thấy rõ ràng mà làm gì mà làm sao mà chối cãi được. Tôi bắt tận tay mà, hoặc là tôi nghe rõ ràng mà ông làm sao mà ông cãi được đó. Thì đó chính là như vậy, là cái thứ mà nó đeo rất là chung thủy lắm, không hề muốn chia tay chút nào hết. Đó chính là thành kiến. Rồi đó là như vậy. Cái câu cuối cùng là ngài Nagasena, ngài đã nói, Đức Vua ngài hỏi rằng Đức Thế Tôn ngài đã thực hiện cái việc rất là khó khăn. Ngài Nagasena ngài trả lời là quả đúng như vậy. Cái chuyện khó khăn nhất được xem như là không tưởng tượng được, mà hầu như tất cả con người của chúng ta mình làm được chuyện này chuyện kia đủ thứ chuyện hết á, mình có thể làm được hết á. Nhưng mà có riêng có một cái điều mà trong mọi thời kỳ mà không có xuất hiện của bậc chánh đẳng chánh giác á, thì mình không thể nào mình nghe, mình không thể nào mình được biết đến. Đó chính là những cái thực trạng, thực tại của danh pháp và sắc pháp, hay nói cách khác là của tâm sở, những thuộc tính tâm sở, sắc pháp và pháp giải thoát niết bàn. Đây là một cái pháp được xem như là khó thấy nhất, khó lãnh hội nhất và khó trình bày nhất, Chính vì thế mà ở trong cái ý nghĩa, trong ba cái ý nghĩa được gọi là Paramattha đó quý vị, hay còn gọi là sự thật hay tuyệt đối đó, sự thật tuyệt đối, chân đế. Trong ba ý nghĩa nó có một ý nghĩa là được gọi là chân đế, được gọi là siêu lý, là do bởi nó là cảnh của tuệ cao. Tức là đây là cái đối tượng thuộc về cái phạm vi trí hiểu biết một cách cao, cùng tồn, chứ nó không nằm trong cái phạm vi trí thông thường. Tất cả những loại trí còn lại không có trí nào vượt qua được cái sự thấy biết này hết, cho nên được gọi là cảnh của tuệ cao. Và quả thực như vậy mình có thể giải thích được một số điều gì đó trên cái phương diện vật lý, hoặc là mình có thể bắt gặp được những cái nhà mà người ta tư vấn về tình cảm, tư vấn về tâm lý, rồi hôn nhân, rồi hôn nhau, rồi gia đình gì đó, thì nó chỉ có một vài những cái khía cạnh do cái đời sống người ta kinh nghiệm được và đưa ra một vài những cái giải pháp theo hình thức phiến diện thôi. Nhưng mà để mà hiểu được một cách tận tường, sâu sắc và triệt để, thậm chí có thể giải quyết được một cách rốt ráo của cái nguồn gốc của sự khổ, thưa quý vị, thì chỉ có Paramattha thôi. Đó là tâm, cái hiểu biết về các trạng thái của tâm, những thuộc tính của tâm sở, những cái sắc pháp. Thì ở đây chúng ta có thể mường tượng như thế này. Ở trong cái đời sống tu tập á, thưa quý vị, trong cái đời sống tu tập có những cái vị mà đã phát triển cái tuệ quán ở đến một cái giai đoạn nào đó, thì cái sự hiểu biết về tâm lý, cái sự hiểu biết về sự vận hành của tâm lý của có, nó rất là nhạy bén kinh khủng luôn, thưa quý vị. Cho nên cứ nhìn, đừng có tưởng rằng thấy là mấy vị đó nhiều khi ngồi im im là mình cho là không có biết gì. Không phải như vậy, chẳng qua là chưa có đâu. Chứ còn đối với những trường hợp mà
mình học hỏi về những cái thủ thuật, những cái cách giải quyết một vài những vấn đề ở trong cuộc sống, thưa quý vị, thì những cái tâm lý đó nó chỉ là cái mặt thô của nó thôi, chỉ là mặt thô thôi, nó không là cái gì hết á. Còn trường hợp mà người mà đã tự tìm hiểu về những cái thuộc tính thân tâm của chính, sâu sắc của chính bản thân mình đó, thì vì đó được xem như có sự hiểu biết rất là nhiều, rất là sâu. Cho nên chính vì thế mà thì đó có thể nhìn ra được, thấy được những cái nguyên nhân, cái nguồn gốc nó khởi thủy từ những cái điểm rất là xa vời, rất là xa. Quý vị có biết một điều như thế này, thật ra nó có một vài những sự kiện đó, nó có một vài những cái việc đó mà khi mà chúng ta gặp phải á, nó chẳng qua nó chỉ là những cái giai đoạn cuối cùng, cái giai đoạn coi như là ung thư thời kỳ cuối rồi, thì lúc đó chúng ta mới thấy thôi. Chứ còn cái nguyên nhân sâu thẳm của nó đó, nguyên nhân sâu thẳm của nó thật ra nó nằm ở tít ở đâu, nó nằm ở những cái chập tư tưởng rất là giản dị, rất là xa vời, mà dường như mình không phát hiện được đó là cái nguyên nhân, đó là cái nguyên nhân. Cho nên chính vì thế mà khi mà một vị mà đã thường xuyên quán xét những cái thuộc tính của thân, nhất là của tâm của mình đó, thì vì đó sẽ hiểu ra được những cái sự sai biệt của những tính chất tâm lý của vị ấy. Điều này không dễ đâu, điều này không có dễ đâu quý vị. Đôi khi chúng ta quan sát một cái trạng thái nó cùng trong một cái trường hợp đó mà mình còn chưa có dám chắc là cái đó nó là cái gì nữa nè, chưa có chắc chắn nó là cái gì nữa. Thì có lần sư có hỏi sư có hỏi vị thầy là sư có hỏi rằng hình như con thấy đối với một đa phần, phần lớn tất cả những cái trường hợp của chúng ta gặp về cái tâm lý của mình đó, có thể nói là mình không có chắc chắn được nhiều lắm để mà nhận định một cách chuẩn xác về những thuộc tính nội tâm của chính mình. Lúc bây giờ thầy Thiền Sư thì nói yes, thì nói đúng, quả thực là như thế. Thì lúc đó thầy có đưa thêm một cái lời khuyên, thì nói là muốn hiểu thì phải nhìn đi nhìn lại rất nhiều lần, rất nhiều lần. Thì lúc bây giờ mình mới học ra được một cái gì đó, phải nhìn đi nhìn lại rất nhiều lần. Cho nên chính vì thế mà đôi lúc đó, có những cái sự việc đó, khi mà mình gặp phải đó, thật ra nó đã đến một cái mức độ quá thô tháo đó. Nhưng mà cái vị hành giả siêng năng để ý, để ý cái tư tưởng của mình nó sinh hoạt đó, thì mình sẽ thấy được nó có sự việc mà nó dẫn đến ngày hôm nay, thật ra nó có những cái lớp đi trước đó. Nó có những lớp đi trước, nó làm nền rồi bắt đầu là nó link, nó dẫn dắt từ từ, rồi cuối cùng nó cái đùng cái nó mới ra cái chuyện lớn này. Chứ nó không phải là ngay lập tức, nó không phải ngay lập tức. Thì đó thưa quý vị, đó mới là cái mà chúng ta khó nhìn ra. Cho nên chính vì thế mà một trong số những cái pháp được gọi là cảnh của tuệ cao, cảnh tuệ cao, sở dĩ được gọi là siêu lý, đó là nguyên nhân là nó là cảnh của tuệ cao. Và điều này đã được Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác, Đức Thích, Ngài trình bày, Ngài đưa ra những cái lời giải thích rất là cặn kẽ về cái sự diễn hoạt của tâm lý của một chúng sanh. Phàm phu như thế nào, bậc thánh như thế nào, người chứng đắc được an trú được thiền sắc giới như thế nào, người thiền vô sắc như thế nào, và thậm chí người mà thành tựu cái năng lực của diệt tâm, diệt khẩu hành, diệt thân hành và diệt tâm hành nó như thế nào, nó như thế nào. Đó là như vậy.
Bây giờ sư thấy thời gian nó cũng vừa phải lẽ rồi. Sư xin chấm dứt cái bài học ngày hôm nay ở đây. Phần còn lại thì xin gửi nhất lại cho lớp học của chúng ta. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Tham Ma giá. Nam mô Sang Kha giá. Dạ con xin thay mặt đạo trang kính tri ân sư Quy Niệm hôm nay đã giảng bài cho tụi con rất là hay mà cũng rất là khó bạch sư. Dạ bây giờ thời gian cũng vừa phải lẻ, nguyên như xin kính thỉnh sư Thanh Tâm thay mặt chư tăng để mà chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay bạch sư. Dạ con không biết sư Tâm có mặt ở trước máy không ạ? Dạ con thấy bàn tay của sư Quy Niệm và con xin kính thỉnh ngài ạ. Tất cả phước báu hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Phật sự an lạc thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tín thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú sa thú sa thú ya de wa ta san ti wi ha ra wa si ni thu be ka re bo thi ka re ta hin ta hin ta tham ma da ne na pa wan tu pu chi ta thân ka ron te ta wi ha ra man da le thế ra cha mắn cha na wa ca cha tình kha vô xa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha y sa ra sam ba na phu ta su khi ta pa văn tu tê cha la bu cha ye bi cha an da sam pha wa san se da cha ta pha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma hòa răng pa tình cha tê sầm bê bi đùng kha sa ca ron tu sang kha yang tha tu chi răng sa tăng tham mô tham man tha ra cha bùng ga la sang khô hô tu sa mắc gô wa an tha ya cha hi ta ya cha âm hê răng kha tu sang tham mô sam bê bi tham ma cha ri no gu tân sam ba bu ne ya ma tham ma ri yam ba vui đi tê y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hòn tu nha ta dù y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hòn tu nha ta dù y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hòn tu nha ta dù ý đằng quá tám mê buồn nhằn à sa quá khá già quá hằng hồ tu á nà gá tề cà lề do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Và Nguyên Như xin kính mời chư vị Phật tử trở lại rung Nguyên Như Kỳ Duyên vào ngày thứ sáu cũng là sáng thứ bảy ở bên Việt Nam và chúng ta sẽ được học tiếp tục về môn vi diệu pháp của thầy Kim Milanda. Dạ Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.